Anh dùng nó sướng, nó may là cái hôm nay lại về hàng này. Nhưng mà hôm nay mang ít tiền, đi không muốn về. Chú ra đây rồi thì chắc chắn không phải về tay không đâu. Chú ra đây là có và ok cho mọi người, rất là sướng luôn đấy ạ. Em đang test thử cho mọi người chiếc Equai Inken Hàn Quốc, mã là 1351T. Đấy, em này có các cái phím chỉnh trong này này, chỉnh các cái chế độ hiển thị đèn nhá. Đấy, các kiểu hiển thị đèn của nó rất là đẹp luôn anh em ạ. Anh nhìn thấy cháu chỉnh không? Đấy. Này dễ chỉnh mà. Đây anh em nghe không có Equai nhá. Em tắt Equai này. Mộc luôn đấy, nó sẽ bé. Mộc nghe rất là yếu, nó hơi non thì bật lên này. Sắc nét luôn. Cũng phải tập cho AD nó bố trí đường dài vun đến bước chân ai qua mong rơi mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thét lâu nằm giữa đêm ngoài ô. Thôi mẹ đóng rồi bác đi. Đây nhân tiện em sẽ quay qua vài mẫu ở Equai Hàn Quốc cũng mới về trong lô lần này nhá. Trước tiên là em Eroka. Eroka. Mã là 810EG. Nó có hai cầu điện. Thì đang gạt sang cầu 100 nữa. Vâng bác để cho em. Bác cứ để cho em 100 đi. Ừ ok. Vì mình cắm vào con dưới. Anh đang cắm nối tiếp âm ly. Chắc chắn là có hai cầu. Không, con thấy rồi có hai cầu này. Có hai cầu được ạ. Đây là con nó đang để cầu 100. Đang cầu 100 đấy nhá. Đang cầu 100. Tức là bây giờ anh quay Mỹ là không. Anh ơi. Đấy, có hai cầu đấy ạ. Anh có cái ly 100 đúng không? Vâng, em nó filler à con đấy mà. Thế bây giờ anh cắm đằng sau cái đó là được nhé. Em sẽ đông 2004 là mã. Ok, anh cắm đằng dưới con đó luôn nhé. Đang để cầu 100 nhé. Từ sáng đến giờ là mấy em Equai cũng vừa bay đúng rồi. Anh em chịu khó ra nhanh thì được chọn những con đẹp nhé. Cả bây giờ đây, hãy sang trồng đây là một trồng Equai Hàn Quốc tầm tiền, nó sẽ đỡ tiền hơn các so với các Equai Nhật kia. Đấy, em vừa quay qua con gì đây nhở? Eroica 810EG này. Em ở dưới là em hai em Inken 1351T giống như cái em mà vừa nãy bác kia lấy. Em một em Sharp 800 SQ. Một em Inken 1351T nữa này. Một em Eroica 91SG các bác nhá. 91SG. In ở dưới là Inken Equai 470R. Và một em Anam AE1880 Equai điện tử. À, đặc biệt là dòng Anam này một số bác có thể chưa biết thì Anam là chính là tên thương hiệu của Technic. Khi mà xuất hàng sang Hàn Quốc thì họ lấy thương hiệu là Anam. Một số bác mà hay chơi các Equai Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ biết đến điều này ạ. Còn bình thường thì nhà em hay bán Equai Nhật ấy, thì chắc nhiều bác chưa quen. Đấy thì Anam cũng chính là hãng Technic các bác nhá. Khi xuất sang Hàn Quốc thì họ lấy tên thương hiệu là Anam. Ở dưới là một em Lotte gì đây? Lotte 515. Đấy. Rất là đẹp. Nếu có qua rồi thì ông bánh ông bánh hoa gì cơ? Bánh con Dia Tích rồi. Được bánh. Ok, cảm ơn anh em nhé. Thì trong thời gian sắp tới nếu có thời gian rỗi thì em sẽ quay clip test này cũng như up ảnh Facebook. Thì bây giờ anh con 8 thì 8 bác tôi ông có quay rồi thì bánh hoa gì cơ? Quay có quay rồi, quay Dia Tích rồi. Đó có. Đây, anh em có nhu cầu báo giá mặt hàng gì thì alo trực tiếp cho em này. Âm thanh Khánh Hằng, website là amthanhmai.com. Số điện thoại là 0912572434. Địa chỉ 19 ngõ Trần Cao Vân, phố Tịnh Yên, Hà Nội. Đây, còn đặc biệt có em này cực kỳ hay luôn. Em Victor G312, em này nó có một cái lớp kính đằng trước. Nếu mà muốn chỉnh thì phải tháo cái lớp kính này ra mới chỉnh được. Đấy, mà em này là hai tầng gạt dài, chắc phải 64 cần gạt đấy ạ. Victor, nhưng em sẽ quay trong những clip sau nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo nhá.